nhân duyên. Khi muốn tìm hiểu về vị hòa thượng Narada Mahathera, người đầu tiên đưa xá lợi Phật đến cho Phật giáo miền Nam từ những năm của thập niên 1950 đến thập niên 1970, chúng tôi đã tìm đến chùa Xá Lợi ở thành phố Hồ Chí Minh, và may sao lại đúng vào dịp chùa đang tổ chức lễ huy kỵ cho cụ Mai Thọ Truyền, pháp danh Chánh Trí, là người có công rất lớn trong việc tổ chức cho Phật tử miền Nam cung nghinh Xá Lợi Phật khi duyên lành này đến Việt Nam vào tháng 9 năm 1952. Đã 65 năm trôi qua, các vị bô lão năm xưa từng tổ chức đoàn cung nghinh không còn để có thể kể lại sự kiện này. Trong đó có cụ Mai Thọ Truyền, người đã cùng đoàn đón Xá Lợi Phật và vị đại đức Narada Mahathera tận cầu thang máy bay ở phi trường Tân Sơn Nhất. Những hình ảnh của sự kiện lớn này vẫn còn lưu giữ tại các chùa Giác Lâm và Xá Lợi. Tiếp chúng tôi tại chùa Xá Lợi là vị tỳ kheo Thích Đồng Bổn. Ông là người chủ biên cho tủ sách Phật học Từ Quang, nên ông tìm hiểu rất kỹ về đợt Phật tử Nam Việt đã rầm rộ cung nghinh Xá Lợi Phật trên đường đi Nhật Bản và ghé lại Việt Nam chỉ duy nhất một ngày như thế nào. Đó là ngày 13 tháng 9 năm 1952, đạo hữu Chánh Trí Mai Thọ Truyền và Hội Phật học Nam Việt đã tổ chức lễ rước Ngọc Xá Lợi tại Sài Gòn. Hàng chục ngàn Phật tử đã đưa kiệu hoa đi cung nghinh Xá Lợi Phật nhân lúc Phái đoàn Phật giáo Tích Lan đi dự Đại hội Phật giáo Thế giới kỳ 2 tại Tokyo. Họ có mang theo một viên Ngọc Xá Lợi để tặng quốc gia Nhật Bản. Trên đường đi, Phái đoàn quá cảnh Sài Gòn 24 tiếng đồng hồ. Cuộc rước Ngọc Xá Lợi đã được đông đảo tăng ni Phật tử, đồng bào thành phố và các tỉnh lân cận hưởng ứng tích cực để được chiêm bái Xá Lợi Phật lần đầu tiên đến Việt Nam. Thì đó là cái lễ rước lớn nhất đối với người Việt Nam lần đầu tiên nghe nói được Xá Lợi. Cái lễ rước đó là được tổ chức hết sức long trọng, kéo dài từ ở cảng Bến Nghé đó mà họ đi cho đến cái Tổng Liên đoàn Lao động đó. Đó là nó cũng đầy đủ người ta hết rồi. Nghe cái đoàn rước dài cho tới tận nơi. Cho nên rằng ngài Radha rất là xúc động khi biết người Việt Nam đã có cái ý muốn là chiêm ngưỡng, chiêm bái Xá Lợi trong 3 ngày đó. Thì chiêm bái rồi thì 3 ngày sau là ngài lui xuống tàu, ngài đem cái viên Xá Lợi để đi triển lãm tại Tokyo. Làm cho Việt Nam rất tiếc nuối. Nhưng ngài có hứa tôi sẽ trở lại. Và sau đó một năm sau là ngài trở lại. Ngài thông báo với ban tổ chức ở đây. Thì ban tổ chức đó là chính quyền cũng như là Phật giáo lúc đó là cụ Mai Thọ Truyền và tất cả các chức sắc hầu đó, bác sĩ Nguyễn Văn Khỏe này kia rồi đó, thì các vị tổ chức đón về phía nhà nước. Dạ. Thì có mời phía Phật giáo này kia rồi hết tổ chức đón để ngài sang để ngài mang Xá Lợi sang cúng cho Việt Nam. Và tổ chức đón hết sức là long trọng đón ngài về đây. Cho nên rằng Hội Phật học Nam Việt là cái hội mà cả thế giới đều biết. Riêng cụ Chánh Trí là cụ thân với ngài Narada, là tại sao cụ nói được cả 2-3 thứ tiếng. Mà thứ nhất là nho học cụ giỏi, cụ biết tiếng Hán giỏi lắm. Thứ hai là cụ người dân Pháp, cụ sống và học bên Pháp. Thứ ba là tiếng Anh cụ cực kỳ giỏi, cụ nói tiếng Anh được. Chính vì thế mà ngài Narada về đây thích ở tại cái phòng đây. Để riêng cái phòng này là cho ngài Narada ở. Mặc dù ở đây là cư sĩ cho hộ độ cho ngài là họ ăn chay trường, nhưng mà ngài rất vui vẻ ở đây, ngài thích đây hơn là về bên kỳ viên lúc đó còn nhỏ lắm. Đó. Ngài thích đây đi. Thứ nhất là ở nơi đây có nhiều người hỏi đạo với ngài, mà ngài nói được tiếng Anh. Đó, cư sĩ đây họ giỏi lắm. Bên kia thì ít có người nói được tiếng Anh. Thứ hai là trình độ của họ rất là tương đồng, để ngài trao đổi được nhiều. Thứ ba là cái chỗ yên tĩnh để ngài có thể thiền định và giảng dạy Phật pháp. Đó là ba cái thế lớn nhất. Ngài ở đây, ngài thích ở đây. Dạ thưa thầy, hồi nãy giờ thầy có nhắc nhiều đến cụ Mai Thọ Truyền. Dạ. Rồi cụ là Chánh Trí. Dạ. Dạ thì nói thêm một chút về cụ Mai Thọ Truyền, cái trọng trách của cụ ở đây ra sao? Dạ. Chánh Trí là cái pháp danh của cụ. Cho nên ở đây cái giảng đường là Chánh Trí,
hay gọi là cụ Chánh Trí này, vậy đó. Dạ, lấy tên cụ để đặt cho giảng đường. Dạ, bởi vì cụ là sau khi cụ mất thì đặt là cái giảng đường này Chánh Trí. Năm 73. Mất năm nào? Năm 1973. Đó. Cái khi cụ mất là tôi cũng đã có mặt ở đây để đi viếng, lúc đó còn nhỏ. Nhưng mà quý nhất là bây giờ còn nhớ là tới cái mùa cái hoa vàng nó nở đó là cứ đến đó là biết là dỗ của cụ. Dạ. Cho nên năm nay là ban Phật học là các anh em làm lại cái tập sách để có những cái kỷ niệm nhắc nhở là những cái gì cụ còn khi còn sinh tiền. Rồi. Có những cái bài viết về cụ để kịp và cuốn sách ra cho kịp ngày. Dạ, có một số chi tiết ở một số nơi cũng có lưu danh, nhưng mà có người viết là hai truyền, vậy có phải là cái cách gọi của truyền không ạ? Dạ đúng rồi, miền Nam mình thì lúc nào cũng gọi là cái thứ trước. Bác Hai Truyền ở đây là hồi đó quen gọi là bác Hai Truyền đó. Đó là gia đình tất cả nhau, còn trong cư sĩ với nhau thì họ gọi là cụ Chánh Trí đó, đạo hữu Chánh Trí, còn mấy thầy gọi ổng đấy thì gọi là đạo hữu Chánh Trí chứ không gọi tên bao giờ. Miền Bắc thì gọi là họ trước thì cụ Mai, miền Nam thì họ gọi là đạo hữu Chánh Trí, quen thân này gọi là ông Hai Truyền đó. Trưởng đoàn Phật giáo Sri Lanka là Hòa thượng Narada Mahathera không ngờ rằng Tăng Ni và Phật tử Việt Nam quá ngưỡng mộ Xá Lợi Phật, chứng tỏ hoạt động Phật sự ở Việt Nam rất tốt. Từ sự kiện này, Ngài Mahathera hứa sẽ mang tặng Việt Nam Ngọc Xá Lợi trong lần đến sau. Giữ đúng lời hứa, gần một năm sau, vào tháng 6 năm 1953, Hòa thượng Narada Mahathera quay trở lại Việt Nam. Lúc này, ông Mai Thọ Truyền cùng với hàng nghìn tăng ni và đồng bào Phật tử Sài Gòn đã tề tự tại phi trường Tân Sơn Nhất để đón Ngọc Xá Lợi Phật đem từ Sri Lanka hiến cúng sang Việt Nam bởi Hòa thượng Narada Mahathera. Lần này, Ngài Narada Mahathera không chỉ mang theo ba viên Ngọc Xá Lợi, mà còn cả ba cây bồ đề con được chiết từ cây bồ đề đạo tràng ở Ấn Độ để tặng Phật giáo Việt Nam. Theo nhiều hình ảnh còn lưu lại, lúc bấy giờ, Chư Tôn Đức Tăng Ni Sài Gòn nồng nhiệt đến tận cầu thang máy bay đón tiếp Ngài và cung nghinh Xá Lợi Phật lên chiếc kiệu hoa hình bát giác có mái che, mỗi cạnh dài 1 mét, rước đi trong tiếng niệm Phật trang nghiêm. Theo ý định, Ngài Narada Mahathera dự định cúng 3 viên ngọc Xá Lợi và 3 cây bồ đề con cho 3 nơi. Ngài cúng cho 3 nơi, 3 viên. Đó. Thứ nhất là một viên cho Phật giáo Khmer Campuchia đó, đó là có ở đây, do nên chùa Kỳ Viên được lãnh Phật giáo Nam Tông của Ngài, vì Ngài là Nam truyền Phật giáo. Thứ hai là Ngài cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà lúc đó đại diện là chùa Giác Lâm, các sư Tăng Già, gọi là Giáo hội Tăng Già. Đó. Viên thứ ba là Ngài tặng cho chùa Phật học Xá Lợi. Đó. Nhưng mà lúc đó thì các vị Tăng Già nói cư sĩ làm được quyền gì thờ, nó khó khăn, cho nên là các vị cứ nhận đó. Thì cụ Mai Thọ Truyền là người rất tế nhị, là nước chúng tôi vẫn còn những người cao đức hơn đó, mới thỉnh Ngài Narada mang cái viên đó cúng cho bà Từ Cung. Bà là một cư sĩ lớn ở trên Đắk Lắk đó, thì có chùa lớn ở Đắk Lắk, là yên chuyện để cho nó khỏi tranh giành nhiều phái tranh giành. Tại sao là cư sĩ là có quyền đó. Đó là cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà 7 tháng sau, đúng 7 tháng thì sau khi Ngài về rồi, thì bà Từ Cung lại giao cái viên Xá Lợi lại cho chùa Xá Lợi, giao cho cư sĩ, bị gì cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền là một người rất có uy tín trong chính quyền, từ chính quyền Bảo Đại đó, cho đến về sau. Cho nên rằng Hội Phật Học Nam Việt là cái hội mà cả thế giới đều biết. Quả là duyên lành khi chúng tôi đến chùa đúng vào dịp lễ Huy Kỵ lần thứ 44 của cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Con cháu tề tự về đông đủ. Năm nay còn có Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đến tưởng niệm cụ Chánh Trí. Thank you.
Dưới gốc cây bồ đề con được trồng từ hơn 60 năm trước, đây đã là một cây cổ thụ tán dương ra rợp mát sân chùa. Chúng tôi hiểu rằng những đóng góp của người xưa thật không uổng phí khi mà con cháu thế hệ ngày nay vẫn luôn ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân giúp cho Phật Pháp luôn bền vững trong lòng dân tộc. Trở lại với Ngài Narada Mahathera, do ngưỡng mộ tinh thần hiếu Phật của người Việt, Hòa Thượng Narada Mahathera rất yêu quý Việt Nam. Ngài xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Những năm sau đó, Ngài thường xuyên đi hoằng pháp ở nhiều tỉnh thành trong nước, nơi nào cũng lưu lại dấu ấn của một vị chân tu đức cao vọng trọng, thật đáng kính và kiến thức Phật học lỗi lạc, ai cũng quý mến. Rất nhiều ngôi chùa trong nước vẫn còn lưu lại dấu ấn của Ngài. Đây là Thích Ca Phật Đài, tọa lạc trên triền núi lớn thuộc địa bàn phường 5, thành phố Vũng Tàu. Toàn bộ khuôn viên Thích Ca Phật Đài có diện tích khoảng 5 hecta. Các công trình ở đây được xây dựng trên triền núi, chia thành 3 cấp theo một hình tháp cao dần từ 3m đến 29m so với mực nước biển. Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu là một quần thể kiến trúc điêu khắc tạo dựng theo sự tích cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gắn với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, sống động, thành khu danh thắng đẹp, mang nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử, tôn giáo. Lịch sử Phật giáo ghi nhận, Hòa Thượng Narada Mahathera từng có dịp viếng thăm vùng núi lớn cùng ông Lê Quang Vinh, cư sĩ Phật giáo, cũng là một đốc phủ sứ có chức quyền ở địa phương. Trong lúc viếng thăm triền núi lớn gần khu vực Bến Định, Đại Đức Narada có ý kiến với ông Vinh, nơi đây rất thích hợp lập một ngôi chùa. Đến năm 1957, ông Lê Quang Vinh khi về hưu đã về đây khai phá vùng đất Quang Du ở bên sườn núi lớn. Ông dựng lên chùa Thiền Lâm để xuất gia tu hành với pháp danh Thích Giác Pháp. Đối với bảo vật Ngọc Xá Lợi, những thắng tích Phật giáo ở Thích Ca Phật Đài còn ghi rõ. Đại Đức Narada Mahathera trở lại giếng núi lớn và đã tặng Ngọc Xá Lợi cho chùa đặt trên bảo tháp này. Đồng thời, ông cũng đã trồng tại đây một cây bồ đề chiết từ một cây con ở cố đô Anura de Habura, nước Tích Lan, gốc chiết từ cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng, bang Bihar, Ấn Độ. Thời gian trôi qua, đã có không biết bao nhiêu cây con được sinh ra từ cây bồ đề này, từ hạt giống rơi rụng theo mùa, đã được Phật tử đến xin về gieo trồng ở nơi khác. Chắc rằng hạt giống từ cội bồ đề Phật này sẽ nảy mầm khắp nơi trên đất Việt, như mong muốn của Ngài Narada Mahathera khi chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai. Ngài Narada Mahathera là ai mà yêu quý Việt Nam và được tăng ni Phật tử Việt Nam kính trọng như vậy? Chúng ta sẽ ngược dòng thời gian về quê hương bản quán của Ngài ở Sri Lanka, mà ngày xưa gọi theo phiên âm là nước Tích Lan. Hòa Thượng Narada có thế danh là Sumana Pala, ngày sinh năm 1898 tại Kotahena, ngoại ô thành phố Colombo, thủ đô nước Sri Lanka ngày nay. Ngài xuất thân từ một gia đình trung lưu trí thức và được gửi đi học cấp tiểu học và trung học của nhà dòng Lansan Đạo Gia Tô. Năm 18 tuổi, Ngài quyết định xuất gia. Vị thầy bổn sư là Hòa Thượng Vajiranada, một vị danh tăng vào thời đó. Thầy truyền giới là Hòa Thượng Devata và thầy truyền pháp là Tỳ Kheo Melene. Cũng trong thời gian này, Ngài là người duy nhất thọ giáo pháp môn Di Diệu Pháp của người thầy truyền lại là Ngài Dasida Narada, người chứng đắc pháp môn Di Diệu Pháp sau 18 năm tu học trên núi Himalaya. Từ đó, Ngài đổi họ theo thầy là Narada Mahathera, pháp danh cho đến sau này. Saji Narada Mahathera thọ giới tỳ kheo vào năm lên 20 tuổi. Ngài được gửi đi học các khóa đào tạo đạo đức học và triết học tại Đại học Tích Lan với nhiều giáo sư danh tiếng như Đại đức Sumangala, tiến sĩ Chandra Sena và bác sĩ Ferreira. Về sau xuất gia,
và trở thành đại đức Kassapa rất nổi tiếng. Thời gian sau, Hòa thượng Narada trở thành giáo sư giảng dạy triết học và đạo đức học, được người dân Sri Lanka kính trọng do công hạnh, đạo đức và kiến thức uyên bác về Phật học của Ngài. Ngài có nhiều gắn bó với đất nước và Phật tử Việt Nam, đã từng đến Việt Nam vào đầu thập niên 1930, mang theo nhiều nhánh cây bồ đề con để trồng tại nhiều nơi trong nước, Phú Lâm, Chợ Lớn, Cần Thơ, Châu Đốc, Vĩnh Long ở miền Tây Nam Bộ, Biên Hòa, Phước Tuy, Vũng Tàu ở miền Đông Nam Bộ, rồi ra đến miền Trung ở Đà Lạt, Huế và miền Bắc ở Vinh, Hà Nội. Trong thập niên 1950, khi Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam được thành lập, Ngài đến Việt Nam nhiều lần để thuyết pháp hàng tuần tại chùa Kỳ Viên, quận 3, Sài Gòn, thu hút đông đảo Phật tử đến nghe và có rất nhiều người đến xin quy y với Ngài. Đặc biệt là vào năm 1963, Ngài đã khuyến khích ủng hộ công tác xây cất bảo tháp Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu, ngày nay được xem như là một di tích lịch sử. Ngoài các thời thuyết pháp và công tác tổ chức Phật sự, Ngài còn hướng dẫn các lớp di diệu pháp và các khóa hành thiền, khuyến khích việc phiên dịch các sách Phật Pháp sang Việt ngữ để truyền bá rộng rãi. Các tập sách sau đây đã được chuyển dịch: Hạnh Phúc Gia Đình, Parents and Children, Phật Giáo Di Sản Tinh Thần của Dân Tộc Việt Nam, Phật Giáo Tóm Lược, Di Diệu Pháp. Đặc biệt nhất là quyển Đức Phật và Phật Pháp đã được xuất bản tại Sài Gòn bằng hai thứ tiếng Anh và Việt. Bản Việt ngữ do ông Phạm Kim Khánh chuyển dịch với 4.000 quyển đầu tiên được in ra vào năm 1970 và sau đó một năm lại được tái bản thêm 4.000 quyển. Từ đó đến nay, quyển này đã được in lại rất nhiều lần trong nước cũng như tại hải ngoại và được xem như là một trong những tài liệu căn bản quan trọng trong các khóa học Phật. Ngài Narada Mahathera viên tịch vào ngày Chủ nhật 2 tháng 10 năm 1983, hưởng thọ 85 tuổi tại chùa Vajiradhamma, nơi Ngài làm tăng trưởng, trưởng quản trong những năm cuối của đời. Tang lễ được chính phủ và Phật tử Tích Lan cử hành trọng thể như là một quốc tang. Như vậy, lịch sử Phật giáo Việt Nam đã ghi nhận Đại Lão Hòa Thượng Narada Mahathera đã mang đến và truyền lại cho người Việt Nam nhiều bảo vật quý như các viên ngọc xá lợi Phật đang được lưu giữ ở nhiều chùa, những cây bồ đề có nguồn gốc từ cây mẹ ở đạo tràng Ấn Độ, quê hương Đức Phật, nay đang tỏa bóng mát ở nhiều nơi, những tác phẩm quý chuyên về Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo di sản tinh thần của dân tộc Việt Nam, Phật giáo tóm lược, di diệu pháp phát triển từ pháp môn của Ngài Dasira Narada chứng đắc và cũng là người thầy duy nhất của ông. Cũng như vị thầy của mình, những năm hoằng pháp ở Việt Nam, ông cũng âm thầm truyền lại pháp môn di diệu pháp cho năm vị đệ tử chân truyền, đó là các bậc chân tu ở bốn tôn giáo lớn và một vị cư sĩ tại gia là bác sĩ. Đặc biệt là di diệu pháp đã được hai vị đệ tử truyền thừa từ đệ tử của Ngài là ông Nguyễn Đức Thuận và bà Nguyễn Ngọc Hải. Hai vị này đã dựa theo ý chí của Ngài Narada Mahathera để phát triển thành pháp môn di diệu pháp hành thiền. Bởi phải hành thiền và chữa bệnh cho tha nhân mới đủ điều kiện tu học theo pháp môn này. Sau này, hai vị trưởng môn di diệu pháp hành thiền sang định cư ở California của Mỹ. Hoạt động của pháp môn được chính thức trình lên Ủy ban lập pháp California. Ủy ban lập pháp chấp thuận và cấp phép hoạt động. Từ đó, pháp môn di diệu pháp hành thiền tiếp tục mở rộng ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự kỳ diệu của pháp môn này đã tạo được niềm tin với rộng rãi công chúng, đã và đang lan tỏa khắp nơi trên thế giới bởi những ứng dụng thực tế và kỳ diệu trong phương pháp tu thân và tu tâm để tự chữa bệnh cho mình và cho mọi người rất hiệu quả. Đến nay đã có hơn 80 thiền đường di diệu pháp hành thiền và hàng triệu môn sinh đang ngày đêm tích cực chữa bệnh cho nhân sinh trên thế giới. Nhân duyên của vị thầy tổ Dasira Narada truyền lại cho đệ tử chân truyền Narada Mahathera, tức là vị đệ nhị sư tổ của pháp môn, rồi ngày qua Việt Nam truyền lại cho các vị đệ tử một cách chọn lọc. Từ đó pháp môn này dần lan tỏa và trở thành di diệu pháp hành thiền.
hoàn toàn do người Việt phát triển theo tiền duyên của thầy tổ Dasida Narada mong muốn. Như vậy có thể khẳng định những di sản mà Đại Lão Hòa Thượng Narada Mahathira để lại cho Việt Nam đã trở thành bảo vật. Không chỉ có xá lợi Phật, những cây bồ đề thuần gốc nơi Đức Phật tọa thiền giác ngộ hay những tác phẩm Phật Pháp để đời, mà còn có pháp môn Di Diệu Pháp Hành Thiền, một pháp môn tu thân và tâm rất hiệu quả cho con người thời nay. Đó là những tài sản quý giá vô cùng, có một không hai trên thế giới này. Vì vậy mà Ngài Đại Lão Hòa Thượng Narada Mahathera viên tịch về cõi Phật, ông Premadasa, Thủ tướng Tích Lan đương thời, đã kết luận trong điếu văn rằng Ngài đã dành trọn cuộc đời mình một cách vị tha bất cầu lợi để phụng sự cho hòa bình trên thế giới và đem lại hạnh phúc an lành cho nhân loại.